Hai thời điểm stress nhất sau khi cắt mí. Làm xong có thể nó chưa sưng nhưng mai nó mới sưng. Sẽ sưng nhiều nhất trong vòng mấy ngày đầu tiên, 3 ngày đầu tiên. Có hai thời điểm mà cắt mí phải chép nhất. Đó chính là cái thời điểm độ 5 ngày đầu hoặc 1 tuần đầu ấy. Vừa làm xong ôi sao em đẹp thế, về ôi rồi nó sưng lên rồi nó bên này nó sưng nhiều hơn, bên kia nó sưng nhiều hơn. Ra soi gương suốt ngày, tâm lý lại làm xong về soi gương rất là nhiều, thấy ô hình như một nốt chỉ như thế này, một nốt chỉ như kia. Thì cứ kiên trì chăm sóc để chờ cái thời mấy hôm đầu cho nó bình phục vậy đã. Cái thời điểm thứ hai là gì? Thời điểm lên sẹo. Cắt chỉ xong nó chưa lên sẹo đâu. Tầm khoảng tuần thứ hai, tuần thứ ba trở đi nó bắt đầu lên sẹo. Đó, vừa hôm qua bác lướt đâu trên mạng thấy các bạn là em cắt mí được 16 ngày à, sẹo nó cứng này mà chưa thấy nó gấp nếp ở cái chỗ đấy. Thế thì nó là thế nào? Cái lúc cái sẹo nó tăng sinh mô, nó bắt đầu tăng sinh mô là nó sẽ cứng. Nó cứng thì mình hiểu là cái da mềm ở trên nó chưa cuộn được hết ạ. Thì nhiều khi là mình nhìn thấy nó đẩy ra như kiểu là cái nếp mí nó chưa vào cái đường cắt. Đấy. Nhưng theo cái thời gian, có những người nhanh thì tháng, có những người lâu hơn thì 2-3 tháng thì cái sẹo nó phát triển, sau đó cái sẹo nó đến cái giai đoạn 2-3 tháng nó sẽ lại mềm xuống, nó xẹp xuống, nó mảnh đi thì cái da mềm nó gấp vậy. Cho nên là cái thời điểm stress thứ hai đó chính là cái thời điểm từ 2-3 tuần đến lúc khoảng 2 tháng. Thường ngoài 2 tháng trở đi thì bắt đầu là dấu hiệu là cái sẹo nó ổn. Đấy, nói chung là như thế tùy từng người nhé. Cái lúc 3 tuần đến 1 tháng là nhiều chị em stress, cũng nhiều chị em băn khoăn stress lắm. Ôi giời sao em sẹo này, ôi giời sẹo này kia. Nãy bác nói là đây cái đường cắt của em phải dài từ đầu đến cuối nhưng mà cái phần đuôi trông thế thôi nhưng mà nó không bị sẹo mấy đâu. Sau này nó không bị lồi mấy đâu. Có thể là có những ai còn hơi vết một chút xíu nhưng nó không lồi lên đâu. Nhưng cái phần đầu ấy là cái thời gian đầu tiên là nó đa số nó sẽ lồi lên. Nó liên quan đến những cái vị trí trên cơ thể mình. Biết nắm được như vậy thì mình yên tâm mình chăm sóc, kiên trì chăm sóc. Hỏi người này người kia, nhiều khi những người không có kinh nghiệm. Đấy người ta nói vào rồi hoang mang. Và những bạn vừa làm xong mấy hôm sẹo 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 này, em đi sửa thì có sửa thì vẫn phải bị sẹo chứ sao được.